Thank you.
Chị thích thôi. Trong bộ mùa hương tinh tế từ nước Nhật Bản. Được con nhé, mãi ngày. Khỏi khép á. Thôi nha. Hát bài Happy Birthday nè. Thôi được rồi. Không, vừa nó phải có lửa. Thì có ấy thì đang sao mùa. Happy Birthday to you. Dừng đi, mỏi tay lắm rồi. Hết chưa? Nào con ăn bánh gì? Dạ ăn bánh này. Ăn bánh này hay ăn bánh gấu? Đây. Thìa trong tủ lạnh. Có thìa trong tủ lạnh. Mở bài sinh nhật Việt Nam ấy mẹ. Mà hát sinh nhật đi.
Quay nó chính. Cái bánh này là trà xanh này. Hoặc là bánh này. Đây cái này bạc hà trà xanh. Cái này bỏ đi con ạ. Cái gì đấy? Cái này bỏ ra là mát mà. Không ăn ra được. Nào có thổi nến nữa không? Không ăn nữa. Thôi con, bánh này ăn không hết rồi. Bánh này ăn đi, mẹ ăn bánh này này. Bánh này là bánh kem nó không ấy. Cô ca đưa cho bà, con ca ra mời bà đi. Cô ca, không đi con xúc đi. À, giỏi quá. Không, cô ca đưa ra cho bà, không đưa cho bà. Con mang ra đưa bà. Chưa có gì để kể cả. Vâng. Lời mà. Đúng là có phải chuyện gì cũng đáng kể ra đâu. Xuân này, mình chạy ra ngoài một lát. Bạn với đi chờ mình nhé. Hey!